Thưa quý vị, do ảnh hưởng phức tạp từ dịch Covid-19, Hội Hoa Xuân thành phố Vũng Tàu là một trong số ít các hoạt động vui xuân được phép mở cửa đón khách dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Với rất nhiều mô hình tiểu cảnh độc đáo, Hội Hoa Xuân Vũng Tàu mang lại không khí mùa xuân tươi vui, đầy sức sống cho thành phố biển xinh đẹp, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn vui chơi giải trí của người dân, du khách trong dịp đầu năm mới. Mở cửa Hội Hoa Xuân phục vụ người dân và du khách từ 27 tháng chạp âm lịch trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đã bố trí các chốt trực thường xuyên ở mỗi cổng ra vào để nhắc nhở người dân tuân thủ quy định phòng dịch. Các tổ ứng trực lưu động cũng thường xuyên kiểm tra mọi người vào hội hoa xuân không đeo khẩu trang hoặc thiếu ý thức tuân thủ phòng dịch đều bị xử lý nghiêm, bị phạt hành chính. Hội hoa xuân Vũng Tàu năm nay có hơn 50.000 giỏ hoa các loại như hoa hồng, hướng dương, hoa cát tường, hoa dạ yến thảo đại cảnh nằm ở trung tâm hoa viên với mô hình hai em bé một đồng cưỡi trâu thể hiện tinh thần phấn đấu trong năm mới. Con trâu không còn gắn với hình ảnh khổ cực mà mang ý nghĩa tạo ra của cải vật chất mang lại cuộc sống sung túc cho con người. Ngoài không gian chính tại khu tam giác bãi trước hội hoa xuân vũng tàu còn được kết nối với quảng trường trưng vương đó là cụm mô hình lấy ý tưởng từ khối rubik gần gũi với trẻ em kết hợp các khối nhà cao tầng xen kẽ vào đó là thông điệp thanh hóa đô thị trẻ năng động và hiện đại tiếp nối là hoa viên trưng vương được điểm xuyến thêm nhiều mảng hoa tươi trang trí đèn trên các cây xanh hiện trạng cùng các mô hình nghệ thuật như sóng tre hoa mùa xuân